các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiếu Thành Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem clip này. Hôm nay Ngọc sẽ báo giá cho mình dòng xe Winner X nha. Ở đây Ngọc đang có hai phiên bản 23 và 24. 24 thì nó sẽ có thêm nồi chống trượt, 24 thì Ngọc để trong kho rồi. Nếu mà bạn nào thích thì có gì kết bạn Zalo, số điện thoại Ngọc để bên dưới màn hình rồi Ngọc chụp hình gửi cho nha. Ở đây là Ngọc có em Winner, màu này là màu trắng nè, cam nè, đen nè, đỏ nè. À, đây có thêm màu vàng nữa. Cái xe này tính 5 màu luôn. Bản này rất là hot và đặc biệt đây, đi thêm cặp mâm màu vàng, mâm này mâm độ nha. Nếu mà trong trường hợp mình thích mâm cam hoặc là mâm jean nguyên bản màu đen thì Ngọc vẫn có đầy đủ luôn. Em này nếu mà không tính phụ kiện cũng như là mâm đồ này kia, mình lấy phiên bản không ABS á là 38,5, còn có ABS là 39,5. Mình mua góp nè, đưa trước Ngọc khoảng tầm 5 triệu là lượm xe rồi nha. Vì giấy tờ thì dễ lắm, mua trợ góp thì Ngọc chỉ còn mỗi căn cứ công dân là được rồi. Hiện tại của em Ngọc đang nằm ở Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Nếu mà ở xa thì mình đi tới khu du lịch Đại Nam, chỗ đó ai cũng biết mà đúng không? Tới đó alo Ngọc đút nha. Rồi tiếp theo ở đây là Ngọc có xanh Ngọc, đây là phiên bản cũng màu độ 3D luôn nha, như có ABS nè. Bản này Ngọc bán 39,5 nha, 39,5 triệu. Mua gói thì đưa trước Ngọc khoảng tầm 5 triệu là lượm xe được rồi hen. Rồi tiếp theo bên đây Ngọc có màu bạc, thật nhìn mình tưởng màu jean nhưng mà không nha, cái này là 3D nha cả nhà. Rồi đây, đây là tím titan. Có nhiều bạn hỏi em này lắm nè. Hiện tại em Ngọc ở trong kho Ngọc còn nhiều màu jean lắm, có gì các bạn Zalo Ngọc gửi thêm cho nha. Còn đây là màu bạc 3D. Và đây là có thêm màu em xanh xi măng, xanh xi măng sơn phong cách này nha. Kiểu như là nó vừa vừa, nó không nổi mà cũng không chìm nữa. Ngoài dòng Winner này ra thì bên Ngọc còn nhiều mẫu lắm. Có gì mình cứ nhắn tin qua Zalo đi, rồi Ngọc sẽ tư vấn thêm. Ngoài ra thì em Ngọc có hỗ trợ thu củ đổi mới, cô sẽ cũng mang tới một thu lại cho nha.